Ok, hello. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà trong thời gian vừa qua các bạn đã bình luận, các bạn đã hỏi mình. Thì mình thời gian mình đã soạn ra 15 câu hỏi. Khá là ít mà 15 câu hỏi. Đây đây à. Câu hỏi đầu tiên là của đây. Câu hỏi đầu tiên là câu này nên mà trong cái video tôi một ngày học online này, bạn có hỏi là bạn Jun Phạm Gaming đã hỏi mình là máy tính của anh bao nhiêu tiền mua cho tiền, thì mình xin nói là máy tính của mình mua mua lúc đó là thời điểm hiện đó là 7,2 triệu, tính cả màn hình cả thùng luôn là 7,2 triệu. Còn hiện tại mình đã nâng cấp lên thì tính ra giá của nó cũng phải 10 triệu nha anh em. Hiện tại giá của nó cũng phải 10 triệu. Ok, nói chung là gần 10 triệu á, gần 10 triệu. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Tùng. Câu hỏi của bạn Tùng FF trong cái video Cool Đạt anh em ạ. Bạn hỏi là Đạt ở đâu vậy hả? Đây, bạn hỏi là Đạt ở đâu vậy? Thì mình xin nói là bạn em Đạt là em của tôi, không hẳn là em ruột nhưng mà nó là còn nhỏ hơn tôi cho nên gọi là em thôi. Đó là nó gọi là bạn bạn thân của tôi, bạn thân rất là khá rất là thân luôn, mà tôi rất là thích chơi với nó. Tại vì nên sao nó đó thì có những cái gọi là sở thích giống nhau, sở thích giống như tôi, cho nên là tôi chơi với nó rất là hợp. Okay. Từ nhà tôi đến nhà nó là cỡ 30 m, đi đến nhà nó là cỡ 30 m sát bên thôi, cho nên là nó ở Cần Thơ luôn nha anh em, sát bên tôi mà. Ok, cái câu hỏi này câu hỏi của bạn Angelica Official trong cái video tôi lấy lại kênh, thì ra cái video này là tôi rất là vui. Lúc mà làm video là tôi rất là vui, và cái câu hỏi này á mình xin trả lời là cái kênh của tôi á nó đã bị chết, không hẳn là nó bị chết nhưng mà nó bị mất cái số điện thoại và không thể nào đăng nhập lại được. Nói chung là tóm vậy là vậy thôi, các bạn cứ xem chi tiết, các bạn hãy cứ đường link dưới phần mô tả, mình sẽ để một cái video chi tiết cho anh em xem. A few moments later. HHH SDFF bạn này chắc không biết, nhưng mà bạn nó bình luận trong cái video ăn đêm. Bạn có hỏi là bạn này bao nhiêu tuổi rồi vậy? Thì mình đã nói rất là nhiều lần rồi, bây giờ mình nói lần cuối nha. Mình là năm nay 14 tuổi, Tết nữa là 15 tuổi. Và mình sinh năm 2007 nha. Được không? Ok, tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo của bạn Đạt Đại 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 Nguyên Vlog. Bạn đó bình luận trong cái video chuyển nhà, chuyến đi lên Sài Gòn review nhà mới, thì bạn có hỏi là quay bằng GoPro hả em? Rồi anh hả? Thì xin thưa anh, thì không phải GoPro mà là một cái máy đến từ thương hiệu Eken. Mình đang sử dụng cái con Eken H5F Plus mình quay cho các bạn xem hiện tại, không phải GoPro nha. Ok, mình sẽ qua một câu hỏi khác. Câu hỏi này của bạn Hưởng Danh. Bạn hỏi mình là bạn mua cần câu bút giá bao nhiêu vậy? Thì lúc đó mình không nhớ không nhầm là mình mua 200 mấy chục ngàn ở đây, mà gần 200, 250, 270 gì đó. Thì nói chung là mình mua chỉ chơi thôi, tại vì mình đã có cần câu rồi. Ok, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo mình quay ở trong cái hướng dẫn động tác Around the World. Bạn bạn Tiến Thành bạn có hỏi là bạn ơi, mình tập được 2 tuần rồi bạn, mình mới đăng lên kênh này, bạn xem reaction xem mình đã làm đúng kỹ thuật chưa ạ? Xin cảm ơn. Ok, thì cái câu này mình đã rep cho bạn nó rồi và bạn nó làm đúng kỹ thuật nha, đúng kỹ thuật, nhưng mà có điều là khác mình một chút là bạn đó đi chân không thôi, không có gì hết, nhưng mà bạn nó làm rất là đẹp.
Mình thấy là bạn tập 2 tuần mà làm vậy là rất là ok rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Lực Cao, bạn này bạn mình. Bạn hỏi trong cái video ngày Tết quê mình á, thì bạn hỏi là quê ở đâu vậy? Thì mình xin thưa quê của mình là mình sinh ra và lớn lên ở tại Cần Thơ. Nhưng mà cái này là quê của mẹ mình. Quê của mẹ mình là ở Long Mỹ nha anh em, ở Hậu Giang, Long Mỹ. Câu hỏi tiếp theo bạn này là bạn bạn Lê Văn Chính, bạn ấy hỏi trong cái video một buổi đánh cầu của mình á sẽ như thế nào. Bạn ấy hỏi là vợt cấp đầu xài cân bao nhiêu ký vậy hả? Vợt cấp đầu là vợt nào ta? Trong video đó mình sử dụng hai cây vợt và mình sử dụng ba cây vợt. Hai cây của mình và một cây của thằng bạn mình. Một cây của thằng bạn mình là 10 kg, còn cái cây màu xanh của mình á, màu xanh dương á, là 9 kg, còn cây VS á, cây VS cây màu đen á, là 10 kg nha anh em. Mình không biết trả lời cây cấp đầu là cây nào. Tiếp tục một bạn trong bạn cái video hướng dẫn động tác Radua, bạn hỏi nữa. Bạn retire football KX. Bạn hỏi là bạn có đang chơi retire football không? Thì mình nói thật là có đang chơi, nhưng mà hiện tại là trong cái phần dịch cho nên là mình khó có thể đi ra ngoài sân, đi ngoài sân được, nhưng mà hiện tại cũng dịch rồi này kia, người ta cũng đi qua đi lại, mình rất là sợ. Nói chung là cũng có chơi nhưng mà hổm rày không có chơi anh em. Rồi ok, một bình luận nữa cũng có bạn NGK Official, bạn hỏi trong cái video chuyến đi đến Sài Gòn. Bạn có hỏi mình là mua nhà mới làm gì vậy Khang? Thật ra cái này không phải mình mua nhà đâu nha. Đây là nhà của cô hai của mình. Thì nhà cô hai mình xây. Mới xây xong lúc đó là mình lúc đó mình xuống là mới xây xong mới có tuần 2 tuần à. Là mình xuống rồi anh em ạ. Hình như tuần 2 tuần tháng tháng gì đó nên là mình không biết. Nhưng mà mới xây xong thôi, không có cái gì luôn. Nói chung là không có dọn dẹp đồ qua. Nói chung là lúc trước là ở chung nhà, còn bây giờ là xây một cái nhà mới. Cái nhà này là 3 tầng, 3 tầng, 1 tầng trệt với 2 tầng để ở, 1 tầng là sân thượng. Nói chung là nhà bự lắm anh em ạ, tôi thề nó rộng dữ lắm, với lại là rất là mát. Tại vì anh em biết sao, xây cái tường á là xây gạch 20 nhưng mà không phải xây gạch 10. Nhà mình là 10, đa số là xây gạch 10 thì nó sẽ rất là nóng, xây gạch 20 thì nó sẽ cách nhiệt và cách âm rất là tốt. Chung là vậy. Ok. Tiếp theo tới cái bạn bạn mắt quay. Bạn hỏi trong cái video lần đầu niềng răng của mình à, bạn hỏi là đau không bạn? Thì nói chung là đau thì cũng có đau. Nhưng mà không hẳn là ấy đâu anh em ạ. Đau thì cũng có đau nhưng mà đau những cái lúc nào đó thôi chứ không phải là lúc nào cũng đau nha. Nói chung là những cái lúc mà đây là trải nghiệm của mình nha, còn mấy bạn bạn nào làm khác mình thì không thể nào biết được. Bây giờ tôi sẽ câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo ở trong cái video ảnh chụp nhà thờ cũng là bạn NGK Official, bạn này bình luận khá là nhiều ấy. Bạn hỏi mình là thánh đường nằm ở đâu vậy Khang? Thánh đường hả? Cái này nằm ở ở đường Mậu Thân anh em ạ. Nằm ở đường Mậu Thân, nhà thờ Tham Tướng nha. Nhà thờ Tham Tướng này nằm ở đường Mậu Thân nha. Thì bạn nào ở Cần Thơ bạn sẽ biết. À, bạn NGK luôn. Bạn hỏi trong cái video đi mua cái máy quay mới thì bạn có hỏi là giá máy đó bao nhiêu vậy, thì lúc đó mình cũng đã nói trong cái video đi mua rồi. Là đó là 2.500.000. 2.500.000. Còn đi mua thì mua thêm mấy cái phụ kiện này kia là 2.900.000 đây mà. Ok. Tiếp theo. Cái câu hỏi này câu hỏi cuối cùng nha anh em. Câu hỏi này là bạn Khang 0502 bạn hỏi. Bạn hỏi trong hình như cái mình đăng cái tab á, cái tab đi tiêm vaccine ấy, bạn hỏi là anh hướng dẫn à, cái này là bạn yêu cầu mình làm, quên. Sorry các bạn. Anh hướng dẫn làm ảo thuật đoán độ hoán đổi lá bài ắt đi anh. Thì nói chung là tôi đâu phải là ảo thuật gia đâu nè em, tôi chỉ là học chơi thôi, biểu diễn cho bạn bè chơi thôi chứ tôi không có thể nào mà dạy cho anh em được. Anh em muốn học gì hãy liên hệ đến Tuân MZ nha.
mình học từ Tuân MC hết đấy em ạ. Ok, thì nãy giờ tôi đã trả lời tất cả những câu hỏi mà các bạn đã đề ra trong những cái năm tháng vừa qua là mình không có trả lời năm mấy rồi đó, mình chưa có trả lời nên mà cho nên là bây giờ mình trả lời luôn đó. Ok, chào, hẹn gặp lại bạn những video sau. Bye bye.